Đây là món gà nấu chao của mình mới vừa hoàn tất xong đó các bạn. Thấy hấp dẫn không? Nếu các bạn yêu thích thì xin mời các bạn vào bếp cùng chế biến món gà nấu chao với mình nha. Xin mời các bạn vào bếp cùng mình. Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến cả nhà món gà già nấu chao. Thường thì mình nấu vịt, nhưng hôm nay mình sẽ thay đổi là mình đổi qua gà. Mà gà này là gà dai, gà già đó. Mình có 4 con, mình cân tất cả là khoảng là 5 kg. 2 kg khoai môn và có một mớ khoai lang tím, bột nêm, bột tỏi, chao, đường, tỏi khô và bột ngọt. Hôm nay với cái số lượng gà này thì mình cho là 1,5 keo chao. Bây giờ mình ướp thịt. Xong rồi mình để cho nó thấm. Rồi mình sẽ đi nấu. Bây giờ mình đi chế biến cho thịt nó thấm. Trước tiên thì mình cho là 1,5 keo chao. Mình trộn lên cho nó đều lên. 1,5 keo chao vừa nước vừa cái luôn. Keo chao này thì 350 g, mà mình cho là 1,5 keo nha các bạn. Bây giờ mình trộn lên cho chao nó thấm vô cái gà. Rồi mình mới để cái những gia vị khác vào. Thường thường thì mình nấu bằng vịt, mà vịt ăn hoài thì nó cũng ngán. Hôm nay mình đổi lại là gà, mà gà không phải là gà mềm nữa, mà đây là gà già. Mình nấu gà mềm thì nó mềm quá, không ngon lành gì hết. Cho nên mình đổi lại mình nấu gà già này. Mình nấu nó hơi lâu một chút, nhưng mà thịt nó ăn nó dai dai ngon. Bây giờ mình cho là 1 muỗng cà phê. Hai muỗng cà phê bột ngọt. Nếu các bạn không thích bột ngọt thì các bạn cũng không cần phải để vào nhé. Mình cho tỏi khô. 2 muỗng cà phê tỏi khô vào. Và 1 muỗng cà phê tỏi bột cho vào. Mình không muốn để tỏi khô nhiều là khi mình lúc mình nấu á, tỏi nó nở ra nó lợn cợn nhiều quá, cho nên mình thay thế 1 muỗng cà phê tỏi bột. Mình cho 2 muỗng canh bột nêm. Đường mình cho vào đây 2 muỗng canh luôn. Những cái gia vị này thì mình cho ướp vào thịt cho nó thấm. Khi mà nó thấm mình nấu xong rồi đó, mình sẽ nêm lại cái nước vừa cái cho nó vừa khẩu vị của mình. Mình ướp, mình trộn lên như thế này. Mình sẽ để qua một bên khoảng từ 1 tiếng trở lên. Mình sẽ đem đi nấu. Mình bọc bao thực phẩm như thế này, mình để đây cho nó thấm khoảng 1-2 giờ thì mình sẽ nấu. Bây giờ mình bao cái dĩa khoai môn với khoai lang này lại, mình cho vào tủ lạnh. Mình không có nên để ra ngoài, để ngoài thì nó sẽ bị đen. Bây giờ thịt mình ướp được 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi nấu. Bây giờ mình cho 3 muỗng canh dầu ăn vào xô.
mình mở lửa lên cho dầu nó nấu, và mình hãy cho thịt vào. Dầu mình cũng đã nấu rồi, bây giờ mình cho thịt vào. Mình ướp trước như vậy mà cái mình xào có nó thấm vô thịt, có thơm lắm. Bây giờ thịt mình đã xong rồi, cho nước sôi vào. Mình cho nước nó ngập lên cái thịt gà. Mình cho nước sôi vô cái thịt đó. Cái nước mà nó sôi liền tức khắc luôn. Cái nước nóng mình cho nó đầy cái xô này, cho nó lên tới đây, cho nó nước nó lên tới đây, khoảng mình cho khoảng 3 lít nước vào, cái nó sắc xuống là vừa. Mình cho nước đầy như đó đó để mình sắc từ từ, nấu từ từ cho nó sắc xuống, rất là mau sôi luôn đó. Mình nấu nước bằng nước nóng thì nó mau sôi hơn mình để nước lạnh vô. Giờ mình sơ lên. Sôi cái nó có bọt như thế này, cái mình lấy cái giá mình hớt cho nó hết bọt. Rồi mình nấu. Mình nấu cho đến khi nào nó mềm, nó sắc nước bớt, nếu mà nó còn dai thì mình cho thêm nước nóng vào mà sắc nữa và nấu tiếp. Này mình nấu khoảng chừng 1 tiếng đổ lên là thịt nó mới mềm. Thì mình vớt cái bọt nó ra. Nãy giờ mình nấu khoảng 1 tiếng 30 phút rồi. Mình nghĩ là gà nó dai lắm nhưng mà nó không có dai. Bây giờ mình cho khoai vào. Khoai môn với khoai lang vào một lượt luôn. Mình thích cho khoai môn với khoai lang vào chung ăn, nó ngon. Còn nếu các bạn không thích khoai lang thì các bạn có thể để khoai môn không cũng được. Này thì mình cũng không có bắt buộc, tại vì mình thích ăn cái khoai gì thì mình cho vào khoai đó. Bây giờ để mình nấu cho khoai nó mềm, xong cái mình nêm lại cho vừa ăn, thì mình để củ hành nào vô là xong. Sau khi mình cho khoai môn với khoai lang vào thì mình nấu thêm được khoảng 15 phút nữa rồi. Bây giờ khoai môn mình cũng đã chín và khoai lang bây giờ mềm rồi, mình cũng không nên nấu cho nó lâu. Nấu lâu quá cái một lát là nó ra nước hết á, là không còn khoai môn, khoai lang mình ăn nữa. Mình nấu vừa chín thôi. Bây giờ mình cho củ hành vào. Giờ mình sơ lên,
cho nó đều lên. Thế mình nêm lại, mình nêm lại thử coi vừa ăn chưa. Nếu chưa vừa ăn thì mình nêm thêm với cái gia vị mình nêm vào thịt hồi nãy đó. Bây giờ mình nêm lại xong hết rồi, mình nêm lại coi vừa ăn chưa, thì ra nó đã vừa ăn lắm rồi. Rồi mình không cần phải nêm gì nữa hết á. Còn nếu các bạn thích mặn lạc hay mặn như thế nào đó thì mình nêm theo cái khẩu vị của mình nha các bạn. Bây giờ còn của mình thì mình thấy là nó đủ vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình cho hành lá vào. Củ hành này thì mình cũng không nên nấu cho lâu quá, nấu lâu quá nó bị rượu đây, cái nó mềm quá, một lát mình có múc còn để trong lẩu nữa ra nó bị mềm quá thì không ngon. Bây giờ mình cho hành lá vào. Cho hành lá xong cái mình sơ lên cái là mình tắt lửa được rồi. Thì là cái nồi nấu gà nấu chao của mình đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng là bằng video của mình từ đầu đến cuối. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn lần video tới nha. Nếu mình có những món gì ngon và hấp dẫn thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn để nấu ăn cho nó, cho gia đình mình nó có món rất là món ăn thật là ngon. Bây giờ xin chào các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn hãy like và subscribe cho Đời Sống Úc Châu mình nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn gặp lại một lần tới.